Thưa quý vị và các bạn, hàng năm vào thời điểm mùa hè thời tiết nóng ẩm là điều kiện để dịch bệnh phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nhất là người cao tuổi và trẻ nhỏ. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh mùa hè. Cụ thể, trung tâm đã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh mùa hè, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm như ho gà, tay chân miệng, sốt xuất số, huyết, sởi, viêm não Nhật Bản, dại, đồng thời hướng dẫn trung tâm y tế các huyện thị xã thành phố triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, thường xuyên cập nhật các quy định quy trình về giám sát xử lý các dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát để triển khai tập huấn, tập huấn lại cho cán bộ nhân viên y tế các tuyến, thông báo và triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất chủ động phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết cho xã nguy cơ trên địa bàn ngoài ra các đơn vị y tế cũng chuẩn bị cơ sở thuốc hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch sẵn sàng điều tra xác minh đánh giá xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới trong việc khống chế dịch bệnh khi cần thiết